Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và theo những cái nhân phẩm ngày hôm qua thì hôm nay mình sẽ review cái phụ kiện kết tinh mộng mị của nhân vật nữ chủ tế trong một trận hạng luôn nha mọi người. Hèn quá, người cầu mà tự nhiên ra hai phụ kiện của mù với lại phụ kiện vàng của chủ tế thì dĩ nhiên là mình sẽ không bỏ qua cơ hội review rồi. Nhìn nó giống y như là một cái cây mà đính mấy cái viên kim cương lên ấy. Rồi hiệu ứng thì khá là giống với cái kem đánh răng Close Up lửa băng, một cái quảng cáo mà khá là quen thuộc đối với cái thời mà mình còn đi học. Lúc đó tivi thịnh hành lắm chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì các bạn có thể thấy là tivi có khả năng là không ai xem luôn ấy, chỉ dành cho những cô ông chú bác thôi. Còn tuổi trẻ như tụi mình bây giờ là 24/24 là điện thoại hoặc là máy tính là nhiều. Với lại bây giờ tivi cũng chẳng có cái gì mà xem luôn. Chương trình mọi thứ nó có sẵn hết ở trên điện thoại rồi, muốn coi cái gì thì mở trên đấy ra rồi. Các bạn có thể thấy cái phụ kiện cái này là nó ngoài sức tưởng tượng của mình, chứ không phải là chưa bao giờ có thể mơ mộng được ở cái phụ kiện này nó lại nằm trong tay của mình luôn. Đó, thấy chưa, nhiều người sẽ phải phun cơm khi mà thấy được cái clip của ngày hôm nay. Chắc hôm qua là bị lỗi gì cho nên là NE bảo trì 10 cái quả cầu ranh. Mình thấy cũng khá nhiều người mở được ấy. Không phụ kiện này thì cũng là phụ kiện kia thôi. Ngày hôm nay có hai bác sĩ với hai chủ tế luôn, nhưng mà bà kia bà đi cứu không biết bà có những sáu không. Úi dồi ôi, không anti-dash. Trời ơi, những chín tranh cứu hùng hùng hổ thế này đi ranh chứ phải là đi chơi đâu. Nó tham các bạn, nó muốn giết chủ tế kia cơ. Không cho bác sĩ lên ghế là một sai lầm. Thôi xong luôn rồi. Ngày hôm nay là mình thi xong rồi, ở sáng nay có một cái thi bài viết. Ui ghê quá. Sao gây sao không cho xuống hầm nhỉ, xuống hầm thì khó cứu hơn chứ nhỉ. Lại là cắm mắt. Rồi sai rồi. Đi qua vòng này, vòng xịn luôn này. Cái vòng nhân phẩm đó. Bà kia bà chui xuống dưới hầm, bà chị thương chắc. Ui đát kìa. Không, mấy bạn này không anti đát gì hết trơn. Nó bay tới mặt nó đánh cho. Tim vẫn đập các bạn. Vẫn còn lờn vờn. Bà kia bà khỏe mạnh rồi. Cái gì đây? Trời ơi, còn chui lên cho đánh cho. Ê, kìa, coi chừng. À. Thôi rồi. Thấy lo lắng cho mấy bạn này ghê luôn á. Thật là tuyệt vời luôn. Rồi đi cứu rồi. Nhánh này toàn là nhà ở quê, cái team này toàn nhánh 9 thôi. Không biết là có bạn nào nhánh 6 như mình nữa không. Thoát rồi, đi qua cái vòng xanh là thoát rồi đó. Giờ đến lượt mình. Ui.
Thôi xong rồi, dính đòn rồi. Đừng chị ơi, ôi chết 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 chết, góc tường góc tường. Thôi làm gì làm đi. Phá đi. Phá ván rồi, phá ván rồi. Ủa đây đông vui thế nhở? Lạc dấu của mình rồi. Gây xa ngơ ngác. Sáng nay thì mình thi viết một đoạn văn rất là dài luôn, tầm 250 đến 300 chữ. Chủ đề liên quan là kể về một việc xấu hổ nhất khi bạn đi học và cách khắc phục. Còn cái đề thứ hai đó chính là có một số người thì nghĩ thể thao rất là nguy hiểm. Và bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Nó cũng giống như là một cái bài văn viết nghị luận lớp 9, lớp 10 các bạn học đấy. Đó. Rồi một đống trắc nghiệm luôn, khoảng 20 câu trắc nghiệm nữa. 6 điểm trắc nghiệm và 4 điểm viết văn. Không biết là hôm nay được bao nhiêu điểm luôn. Rất là mong chờ. Vì sao có vẻ giống là đau khổ quá ha. Không làm được gì luôn. Nè, có cái vòng đặt đây ngon này. Đó. Đi sửa cái máy này cũng được. Ôi chết rồi, nó đi đường này. Ow. Ủa sao xuống đây rồi? Ủa sao kỳ vậy? Ơ hay sao mình đứng. Trời ơi, không hiểu luôn. Cái vòng đứng vậy rồi vẫn còn bị dính xuống. Nhưng mà không sao, vẫn còn một máy cuối, vẫn còn an toàn một chút. 82% rồi. Ok, thank you baby. Chết rồi, à đổ máy luôn. Hay quá nhờ. Gây sai trận này tan nát luôn rồi đó. Nó lên nữa, nó lên nữa. Đặt lại cái vòng xem. Ơ kìa. Sao kỳ nhỉ, đứng xa vậy rồi mà vẫn bị đi lên được là sao ta? Không hiểu luôn á. Để mình đi qua cái cổng nhỏ nhà nhỏ xem sao. Từ ngày hôm nay trở về sau là mình được chính thức nghỉ hè. Nhưng mà sang chủ nhật tuần sau là mấy bạn này chuẩn bị thi đại học rồi, rất là nhanh. Trong đó có thằng em mình nữa. Nó thi ở ngay trường của mình luôn. Trường gì cũng không biết tên. Chắc là thứ hai tuần sau mình đi kiếm. Đi kiếm trường đó cho nó thi. Thôi chết rồi, mình lỡ nhảy cửa sổ. Hụt nha. Chạy thôi. Không được rồi. Quá khó, thật sự quá khó. Muốn đáp với mình mà dễ. Qua cái vòng nè. Nó không thèm cho bác sĩ lên ghế luôn. Đồng đội tới cứu xong rồi kìa. Đánh cái gì ở đấy? Rồi bác sĩ Joseph gì thắng rồi kìa. Thoát rồi kìa. Trời ơi. Có không giữ mất đừng tìm. Ủa dịch chuyển đấy chứ. Thoát rồi, thoát hết rồi. À hay lắm. Bây giờ thì mình chỉ có việc có cái hầm đây hồi nãy cai thấy này, ra đây nhảy cho nó oai các bạn. Thoát một cách quý tộc. Thoát kiểu ra cổng thì nó basic, nó bình thường quá. Đó.
Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây. Và nếu các bạn thích thì đừng quên cho mình một like, subscribe kênh của mình và cùng chia sẻ để mọi người cùng xem. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.